em bình thường. Con chơi trò công chúa. Cái kia mẹ thấy công chúa đây không? Đúng rồi, công chúa. Mẹ Tommy không chơi mà ngủ luôn mà. Tommy ngủ cái này mà. Giày của em cũng đẹp nè, em có mang giày vải chứ không mang giày cứng được, giày cứng hơi to so với chân của em. Đấy. Ui đẹp quá Ly ơi, đẹp quá. Mẹ mẹ nhìn chân con con. Này. Ui ui. Dì Dung đẹp không con? Dì Dung đẹp không? Đấy. Mẹ mẹ nhìn này. Ừ, kim tuyến đúng không? Kim tuyến. Đẹp không Ly? Ly nhìn đẹp không con? Ừ, con xuống đi thử nha.